Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Canh Tý sinh 1960. Được trời Phật ban lộc, nghèo khổ cỡ nào cũng đổi đời đại gia, tiền có đổ về ồ ạt chất cao như núi. Quý khán giả thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 dành cho tuổi Canh Tý sinh 1960. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Canh Tý những điều bất ngờ, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Nhiều dấu hiệu cho thấy bản mệnh sẽ được trời Phật ban lộc, khiến cho tiền vàng ùn ùn đổ về túi, giúp đổi đời một cách nhanh chóng và đầy ấn tượng. Nửa đầu tháng 9 âm lịch không chỉ là một cột mốc thời gian thông thường, đây còn là thời điểm mà năng lượng tích cực và may mắn dường như đang chờ đón tuổi Canh Tý. Có thể bản mệnh đã trải qua những tháng ngày đầy thử thách, nhưng hãy yên tâm, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này sẽ là bước ngoặt cho những nỗ lực không ngừng của bản mệnh. Những khó khăn trước đây sẽ được thay thế bằng những cơ hội mới, giúp khôi phục lại tài chính, mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Những cơ hội lớn, những món lộc trời ban đang nằm trong tầm tay, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những bất ngờ mà nửa đầu tháng 9 âm lịch này mang lại. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cùng tôi đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc sống mà nửa đầu tháng 9 âm lịch này sẽ mang đến cho bạn, từ công danh sự nghiệp, tài lộc đến tình duyên và sức khỏe. Cùng chờ xem nửa đầu tháng 9 âm lịch sẽ mang lại cho tuổi Canh Tý những điều gì thú vị nhé. Người tuổi Canh Tý sinh 1960 thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, tức đất trên vách. Người tuổi Canh Tý sinh 1960 là người trung thực, thẳng thắn và lạc quan. Họ sẽ không bị trầm cảm, cho dù tình hình có khủng khiếp đến mức nào, họ có một phản ứng nhanh chóng và khả năng thích ứng môi trường mạnh mẽ. Họ đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Nhưng hầu hết những người tuổi Canh Tý đều tự cho mình là trung tâm. Họ luôn nghĩ về bản thân mình trước tiên. Họ thiếu kiên nhẫn hay nghi ngờ. Những người tuổi Canh Tý có ý chí tự lập, mạnh mẽ và suy nghĩ trưởng thành ngay từ khi còn nhỏ. Vì vậy, họ thường tự lập nghiệp từ sớm, để không còn phải phụ thuộc vào cha mẹ. Nhờ vào điều này, họ nhanh chóng có được cuộc sống an cư lạc nghiệp, vì luôn tò mò với thế giới xung quanh. Người tuổi Canh Tý thích dành thời gian để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới lạ khi giao tiếp với mọi người. Tuổi Canh Tý luôn tỏ ra khôn khéo và lịch thiệp, nên họ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Hơn thế nữa, người tuổi Canh Tý rất tốt bụng và luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nếu chăm chỉ hành thiện tích đức, thì họ sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng trong những năm tháng cuối đời. Nhược điểm của những người tuổi Canh Tý là đề cao lòng tự trọng đến mức bảo thủ, cố chấp. Đối với họ, danh dự và phẩm chất của bản thân là thứ mà người khác không bao giờ được xâm phạm. Họ sẵn sàng tranh đấu để bảo vệ cái tôi và ý kiến cá nhân đến cùng. Nếu không biết sửa đổi tính xấu này, tuổi Canh Tý có thể mắc những sai lầm nghiêm trọng trong tương lai. Những người tuổi Canh Tý có một may mắn khá lớn trong sự nghiệp. Sau tuổi trung niên, họ có thể dễ dàng trở thành một người quản lý. Vị trí của họ có thể tương đối cao. Họ có thể là một nhà quản lý trong lĩnh vực chính trị hoặc quân sự. Nếu họ không thể trở thành người quản lý, thì tiền lương cũng sẽ tăng rất lớn. Nhưng hãy nhớ rằng, họ phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất để đạt được những thành tựu trong sự nghiệp. Người tuổi Canh Tý cũng có một may mắn là họ có thể dễ dàng nắm bắt thông tin trên thị trường. Vì vậy, thật dễ dàng để họ kiếm được nhiều tiền trong đầu tư.
người tuổi Canh Tý cũng có thể kiếm được một số tiền rất lớn một cách dễ dàng nếu họ bắt đầu kinh doanh riêng, nhưng họ nên kiên nhẫn đầu tư hoặc kinh doanh. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch này dự báo thời điểm này có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Canh Tý, bởi những bước đi của bản mệnh sẽ tác động trực tiếp đến thành quả mà bạn sẽ nhận được vào cuối năm 2024 này. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, bản mệnh sẽ phải đối mặt với những thách thức và cơ hội mới trong sự nghiệp. Cho dù bạn đang tiếp tục làm công việc hiện tại hay đang bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, bạn cũng sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng. Xét về mặt tài lộc, nửa đầu tháng 9 âm lịch là mùa thu hoạch của tuổi Canh Tý. Trong giai đoạn này, bạn có thể nhận thêm các khoản thu nhập bất ngờ hoặc một số cơ hội đầu tư có giá trị. Con giáp này nên duy trì sự tỉnh táo và ổn định trong quản lý tài chính. Về phương diện sức khỏe của bản mệnh, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này không có vấn đề nào phải lo lắng, song những tác động từ môi trường, thời tiết, công việc bận rộn, điều này vẫn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Bạn nên tăng cường vận động thể chất, duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi để cơ thể luôn khỏe mạnh. Trên phương diện tình cảm, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch các mối quan hệ của tuổi Canh Tý cũng có một số thay đổi. Người độc thân có cơ hội kết bạn mới hoặc phát triển mối quan hệ với người bạn thầm mến, với người đã lập gia đình. Vợ chồng bạn sẽ có những cuộc trò chuyện sâu sắc, giúp giải quyết khúc mắc và hàn gắn rạn nứt từ trước đó. Và tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, bước sang nửa đầu tháng 9 âm lịch này, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý khá lý tưởng. Các cát tinh tả phù và chính ấn dự báo, con giáp này làm gì cũng có quý nhân nâng đỡ, các khí dây quanh, mọi dự định đều được hoàn thành như mong muốn ban đầu. Cho dù bản mệnh đang tiếp tục làm công việc hiện tại hay đang bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, thì bạn cũng sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng. Dù hung tinh thiên cẩu vẫn sẽ mang đến một vài thách thức nhất định, nhưng cơ hội để bản mệnh bứt phá cũng không ít. Bạn có thể nắm bắt cơ hội trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này để dũng cảm thực hiện những bước đi của riêng mình, thử những cách làm việc mới hoặc tìm kiếm đối tác mới. Sức sáng tạo của bạn chưa bao giờ ngừng, chỉ cần thêm một chút táo bạo và chủ động thì bạn sẽ mở ra cho mình những hướng đi rất sáng. Thời điểm này sẽ là thời điểm thích hợp để người tuổi Canh Tý đạt được những đột phá. Điều quan trọng mà tuổi Canh Tý cần lưu ý là việc duy trì giao tiếp tốt trong quá trình làm việc nhóm. Điều này sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp của bạn. Ngoài ra, con giáp này cũng nên tiếp tục học hỏi để nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn khiêm tốn. Hãy xin lời khuyên từ cấp trên hoặc người đi trước nếu có điều gì không hiểu. Điều đó sẽ giúp bạn khắc phục những khó khăn trong công việc, đạt được kết quả tốt, đồng thời rèn luyện bản thân và tích lũy kinh nghiệm. Thời điểm này, bản mệnh cũng sẽ có một số cơ hội đi công tác. Người tuổi Canh Tý có thể được mở mang và trải nghiệm nhiều hơn. Mặc dù công việc khá bận rộn, nhưng bản mệnh cũng sẽ nhận thấy năng lực của mình và nhanh chóng được thể hiện. Nhìn chung, thời điểm này bạn nên làm việc nghiêm túc và tập trung, bởi những bước đi của bạn sẽ tác động trực tiếp để đến thành quả bạn nhận được vào cuối năm nay. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy, tài chính trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này của người tuổi Canh Tý khá tốt. Dù là chính tài hay thiên tài thì cũng đều có thu hoạch rõ rệt. Điểm báo tử vi cho thấy, trong giai đoạn này bản mệnh có thể nhận thêm các khoản thu nhập bất ngờ hoặc một số cơ hội đầu tư có giá trị. Thời điểm này tương đối thuận lợi cho những người làm ngành bán hàng và kinh doanh vì có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn. Hầu hết nhân viên văn phòng vẫn nhận được mức lương như trước, không tăng cũng không giảm, nhưng vẫn sẽ có những khoản hoa hồng phụ cấp nhờ biểu hiện chăm chỉ và nổi bật của bạn. Con giáp này nên duy trì sự tỉnh táo và ổn định trong quản lý tài chính, tránh các khoản đầu tư có tính rủi ro cao. Xử lý các giao dịch tài chính với người khác một cách cẩn thận,
Một số cơ hội đầu tư tốt có thể cần nhiều thời gian hơn để xem xét và chuẩn bị, nhưng cuối cùng cũng sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. Bạn chớ nên chạy theo xu hướng nhất thời, càng không nên mù quáng làm theo người khác mà không có kiến thức căn bản. Kẻo mất tiền như chơi. Điều quan trọng nhất đối với người tuổi Canh Tý là kiểm soát kỳ vọng của bản thân và tránh bị lòng tham che mờ mắt. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Nhìn tổng thể trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này thì tuổi Canh Tý không có vấn đề nào phải lo lắng, song những tác động từ môi trường, thời tiết hay công việc bận rộn vẫn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Con giáp này có thể bị cảm lạnh hoặc dị ứng, bạn nên tăng cường vận động thể chất, duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi khoa học để cơ thể luôn được khỏe mạnh, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp để nâng cao sức đề kháng. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe và tinh thần của mình để duy trì thái độ lạc quan, tích cực với cuộc sống. Điều này sẽ hữu ích hơn trong việc đối phó với nhiều thử thách khác nhau. Với những người tuổi Canh Tý mắc bệnh mãn tính, hãy nhớ tái khám là thường xuyên, uống thuốc đầy đủ và nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch này nhận thấy có sự xuất hiện của nguyệt lệnh lâm mộc dục, báo hiệu những thay đổi tích cực trong đời sống tình cảm của tuổi Canh Tý. Người độc thân có cơ hội kết bạn mới hoặc phát triển mối quan hệ với người bạn thầm mến. Đối với những người đã có gia đình, thời điểm này vợ chồng bạn sẽ có những cuộc trò chuyện sâu sắc. Điều này sẽ giúp giải quyết khúc mắc và hàn gắn rạn nứt từ trước đó. Ngoài ra, hãy lưu ý đến sự thay đổi tâm trạng thất thường, kẻo dẫn đến hiểu lầm. Bản mệnh hãy chú ý đến các mối giao tiếp hoặc cảm xúc không ổn định. Hãy sống lý trí và bao dung. Điều này sẽ góp phần mang lại sự ổn định và hài hòa cho đời sống tình cảm của bạn trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Canh Tý sinh 1960. Ngày mùng 6 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, người tuổi Canh Tý biết nhìn nhận lại để kiểm điểm bản thân và khắc phục những điểm chưa tốt của mình. Bản mệnh dũng cảm hỏi ý kiến của những người đi trước và nhận được những lời khuyên quý giá. Ngày mùng 7 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này người tuổi Canh Tý có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên, được nhiều đồng nghiệp và bạn bè xung quanh tôn trọng. Một số người có thể nhận được quyết định thăng chức tăng lương. Ngày mùng 9 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Canh Tý xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp và hợp tác ăn ý với mọi người xung quanh. Các công việc lớn nhỏ tiến triển tốt đẹp theo đúng dự kiến. Ngày 11 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh biết được khách hàng cần gì nên luôn đi trước một bước, thậm chí trở thành người tiên phong trong một lĩnh vực nào đó. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, thậm chí tìm ra điểm mạnh của bản thân và phát huy đúng lúc, đúng chỗ. Ngày 13 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh tạo dựng được lòng tin cho khách hàng. Bạn không cần phải quá phô trương, chỉ cần cung cấp cho khách hàng những mặt hàng với chất lượng tốt và mức giá hợp lý thì người mua chắc chắn sẽ quay lại. Ngày 15 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, chỉ cần người tuổi Canh Tý nghiêm túc với công việc của mình thì mọi việc sẽ dần dần vào guồng, nhiều rắc rối giảm bớt, bạn có thể yên tâm hơn rồi. Quý khán giả thân mến, và ngay sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần 1 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Tuần này, nhờ có sự giúp đỡ của tam hợp, sự nghiệp của tuổi Canh Tý phát triển thuận lợi, bản mệnh sẽ nhanh chóng hoàn thành xuất sắc mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí trở thành tấm gương đáng ngưỡng mộ. Đây còn là một tuần thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư. Bạn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, lợi nhuận sẽ đổ vào túi bạn nhanh chóng nhờ các mối quan hệ xã giao rộng rãi ấy. Tuy nhiên, trong tuần này thổ khắc thủy cho thấy chuyện tình cảm trong gia đình bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Đừng lấy lý do là mình đã quá vất vả để bỏ lỡ việc chăm sóc gia đình. Dù bận rộn đến mấy thì bản mệnh cũng hãy nên dành thời gian cho những người thân yêu, bởi tình cảm mới là điều đáng quý nhất trên đời này.
Xem tử vi tuần thứ 2 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Tuần này được cục diện tam hợp che chở, vận trình của người tuổi Canh Tý có nhiều khởi sắc đáng kể ở nhiều phương diện. Nhờ vậy tinh thần bản mệnh cũng thoải mái và phơi phới hơn hẳn. Hầu hết các hạng mục công việc đều được giải quyết ổn thỏa và gọn gàng, năng suất được đảm bảo. Thực thần xuất hiện trong tuần này còn giúp con giáp này gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Bản mệnh có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Nhờ biết cách xây dựng được những mối quan hệ xã giao thân thiện, lợi cho việc làm ăn. Có điều bạn cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh nghe lời dụ dỗ mà đầu tư mù quáng. Về chuyện tình cảm trong tuần này, quả sinh thổ cũng giúp con giáp này duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với nửa kia của mình. Vợ chồng bạn luôn quan tâm đến việc dung gán mối quan hệ bằng cách trò chuyện trao đổi với nhau, vì thế mà gia đình mình luôn đạt được sự hòa thuận và đồng lòng. Tiếp theo chương trình sẽ là cẩm nang dưỡng dận cho tuổi Canh Tý sinh 1960, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: công danh sự nghiệp lý tưởng, tài lộc khá tốt, có thể nhận thêm các khoản thu nhập bất ngờ, đầu tư có giá trị. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu bạc và màu xám. Con số may mắn 74, 98 và 46. Quý khán giả thân mến, để cho công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội, lần kích tài dưỡng lộc thu hút may mắn. Về tuổi Canh Tý sinh 1960, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp thì ngay sau đây xin mời quý khán giả cùng tiếp tục theo dõi. Tuổi Canh Tý với tuổi Tý. Nếu cùng phối hợp làm ăn, hai người tuổi Tý sẽ tạo nên một tập thể vững chắc. Nhờ sự thông minh và sâu sắc của cả hai, tuổi Canh Tý sẽ làm việc chăm chỉ và tạo động lực cho nhau. Nhưng tốt hơn hết, họ nên chọn công việc tận dụng được tư duy logic, ví dụ như công việc trong ngành luật hoặc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Tuổi Canh Tý với tuổi Sửu. Khi tuổi Canh Tý và tuổi Sửu cùng nhau làm ăn, họ sẽ hỗ trợ rất tốt cho nhau. Tuổi Sửu sẽ là nhân vật chủ chốt vì rất cần mẫn và chịu khó. Còn tuổi Canh Tý sẽ hỗ trợ tuổi Sửu bằng cách tận dụng trí thông minh của mình. Tuổi Canh Tý đảm nhiệm rất tốt vai trò của người đàm phán hoặc gặp gỡ khách hàng. Tuổi Canh Tý với tuổi Dần. Tuổi Canh Tý và tuổi Dần khá hợp nhau trong chuyện hợp tác kinh doanh. Tuổi Dần mạnh mẽ và luôn thích vị trí dẫn đầu, nên hổ rất thích hợp trở thành người nắm chủ chốt. Còn tuổi Canh Tý nhanh nhẹn, tháo giác, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các tổ chức thương mại khác. Tuổi Canh Tý khi đã làm việc thì tâm huyết hết mình. Đa số những công việc nào giao cho tuổi Canh Tý đều được giải quyết đến nơi đến chốn. Cả hai phối hợp khá ăn ý và đem đến nhiều thành công. Nhưng lưu ý là cả hai phải phân biệt rõ ràng, rạch ròi xem ai là người đứng đầu, ai là người cầm cán, ai là người hỗ trợ, nếu không sẽ nảy sinh nhiều vướng mắc xung đột. Một điều chú ý là khi hợp tác với nhau trong kinh doanh, tuổi Canh Tý và tuổi Dần nên phân chia rõ ràng vị trí đứng đầu, nhiệm vụ cụ thể của từng người, như vậy mới đạt được thành công. Tuổi Canh Tý với tuổi Mão. Trong kinh doanh thì tuổi Canh Tý và tuổi Mão sẽ hợp tác vô cùng ăn ý và đem đến nhiều thành công. Nếu có tranh cãi xảy ra thì tuổi Canh Tý luôn là người bắt đầu trước, vì tuổi Mão rất nhã nhặn và nhường nhịn tuổi Canh Tý. Hiểu rõ tính tình, vai trò và tầm quan trọng của tuổi Mão, nên tuổi Canh Tý không bao giờ làm gì để vượt qua giới hạn, thế nên quan hệ đối tác cộng sự rất bền vững và lâu dài. Tuy nhiên, không phải vậy mà tuổi Canh Tý tỏ ra không biết điều. Tuổi Canh Tý luôn hiểu được vai trò quan trọng của tuổi Mão trong các mối quan hệ làm ăn. Tuổi Canh Tý với tuổi Thìn. Trong việc làm ăn kinh doanh, tuổi Canh Tý và tuổi Thìn rất hợp nhau, vì tuổi Canh Tý và tuổi Thìn hỗ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, sẽ nhanh chóng đạt đến thành công. Tuổi Canh Tý khôn ngoan và mưu trí, giúp tuổi Thìn có thể phát huy được hết khả năng và bản lĩnh của mình. Giữa họ cũng ít khi xảy ra vấn đề về xung đột lợi ích hay mâu thuẫn nghiêm trọng, nên liên minh tuổi Canh Tý và tuổi Thìn luôn vững chắc và lâu bền. Tuy nhiên, cả hai tuổi này đều thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Canh Tý thông minh và nhanh nhẹn, luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Có nét dũng mãnh, cộng với sự thông minh của tuổi Thìn, cũng khiến mọi người khâm phục và nhớ mãi về cách ứng xử rất nhiệt thành.
Đôi khi hai tuổi này có thể có mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng những rắc rối này lại được hóa giải rất tự nhiên và hài hước, không khí lại trở nên ôn hòa như bình thường. Tuổi Canh Tý với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh họ cũng rất hợp, họ chỉ có vấn đề khi tuổi Tỵ muốn đảo ngược vị trí, đó là muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Tỵ rất nhanh chán những người không có năng lực và làm việc kém hiệu quả, nhưng tuổi Canh Tý không phải là mẫu người này. Tuổi Tỵ đánh giá rất cao sự thông minh và năng lực của tuổi Canh Tý. Còn tuổi Canh Tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi Tỵ. Vì vậy, hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. Tuổi Canh Tý với tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của người tuổi Canh Tý và tuổi Ngọ đem lại hiệu quả khá cao. Tuổi Canh Tý có con mắt nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén. Khi giải quyết vấn đề, tuổi Ngọ sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời giúp đỡ người tuổi Canh Tý. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp vững bền. Tuổi Canh Tý với tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn kinh doanh thì hai người này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng và đạt được nhiều thành công vang dội. Tuổi Canh Tý và tuổi Mùi tuy không cùng tiếng nói chung nhưng lại bổ trợ giúp đỡ, trao dồi kinh nghiệm lẫn nhau. Người tuổi Canh Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của tuổi Mùi. Ngược lại, tuổi Mùi sẽ học tập được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn tháo vát của tuổi Canh Tý. Tuổi Canh Tý với tuổi Thân. Khi là đối tác kinh doanh, cả hai con giáp này đều năng động. Tuổi Canh Tý và tuổi Thân cùng chung quyền lực, trong khi tuổi Canh Tý có cái đầu sắc sảo trong làm ăn và kiếm tiền, thì tuổi Thân cũng thích được nắm quyền lực trong tay. Điều thú vị là tuổi Canh Tý đủ khôn ngoan và khéo léo để cho tuổi Thân cảm thấy cũng đang nắm quyền. Nhìn chung, mục tiêu của tuổi Canh Tý và tuổi Thân đều giống nhau, vì vậy họ dễ dàng hòa nhập để cùng phát triển. Tuổi Canh Tý với tuổi Dậu. Khi là đối tác làm ăn, khi hai con giáp này đã đặt niềm tin vào nhau, họ kết hợp khá ăn ý. Họ cùng tiết kiệm và cùng nhau xây dựng. Bình thường tuổi Canh Tý rất hào phóng và tiêu tiền khá mạnh tay, nhưng trong kinh doanh thì rất biết tính toán. Điều này làm tuổi Dậu tâm phục khẩu phục, vì vậy họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển. Tuổi Canh Tý với tuổi Tuất. Trong kinh doanh, vì đều là những con vật chăm chỉ, có trí tiến thủ, nên khi hợp tác với nhau trong kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh. Tuổi Canh Tý khôn ngoan, sắc sảo và thông minh. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng thông minh, thậm chí còn có tiếng trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy. Cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác kinh doanh, tuổi Canh Tý và tuổi Tuất sẽ có lúc không cảm thấy hứng thú, vì cả hai tuổi có những quan điểm không giống nhau, cộng thêm cả hai cũng không có năng lực kinh doanh, vì vậy thất bại rất dễ xảy ra. Tuổi Canh Tý với tuổi Hợi. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thường không lâu dài. Tuổi Canh Tý cho rằng người tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Người tuổi Hợi thì luôn cảm thấy tuổi Canh Tý thật kiêu ngạo và khoa trương. Với quan hệ hợp tác của hai tuổi này dễ dẫn tới những mâu thuẫn đấu tranh. Quý khán giả thân mến, người có đặc điểm này thì càng nhiều tuổi càng giàu có, hạnh phúc càng đong đầy. Một là người chấp nhận và nhanh thích nghi với sự thay đổi. Mỗi lần thay đổi trong cuộc sống, người ta rất ngại khi phải sắp xếp lại nếp sinh hoạt, thói quen ứng xử, cách làm việc. Nhưng bạn cứ để ý xem, nếu lúc nào cũng muốn ổn định thì làm sao có sự phát triển? Phát triển chính là một sự thay đổi, và muốn phát triển giàu có thì phải chấp nhận thay đổi. Mỗi lần cuộc sống lên cao cũng chính là một lần thay đổi. Chấp nhận và thích nghi với thay đổi chính là tố chất của một người hướng tới thành công. Người nào dễ thích nghi thì ít than thở, bực mình. Nếu cuộc sống biến động dễ thích nghi chấp nhận thì càng nhanh có niềm vui và càng nhanh giàu. Hai là luôn chăm chút cho các mối quan hệ chất lượng. Trong đời sống, những người giàu có, thành công và vui vẻ thường có một số quan hệ tốt, mà để có quan hệ tốt thì phải chăm sóc chứ không tự dưng có. Do đó, người biết chăm sóc quan hệ là người càng già càng hạnh phúc. Nếu bạn muốn nhận được niềm vui từ những mối quan hệ, muốn càng già càng duy trì được nhiều mối quan hệ thân thiết, thì cũng cần phải dành thời gian, tình cảm, thậm chí cả tiền bạc để chăm sóc. Tất nhiên phải chọn những mối quan hệ chất lượng để vun vén, đừng vun vén cho những mối quan hệ hời hợt hay vô bổ. Ba là nuôi dưỡng lòng biết ơn. Biết ơn chính là một cách để người ta dễ đạt tới trạng thái vui vẻ, trân trọng cuộc sống. Những người biết nuôi dưỡng mọi ân tình nhận được trong đời
biết ơn từ những điều nhỏ nhất giúp bạn sống có ý nghĩa hơn và trân trọng hơn cuộc đời này. Lòng biết ơn chính là cách giúp con người ta sống đẹp hơn, ít khoáng tháng hơn và từ đó nên yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Và đó cũng chính là bí kíp của người sống càng nhiều tuổi càng hạnh phúc, càng trẻ lâu. 4 là thường xuyên vận động. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe thể chất mà còn tạo ra những hormone tăng hưng phấn, tạo niềm vui tinh thần. Một người luôn vận động sẽ năng động trẻ trung hơn, điều đó tạo ra năng lượng tái tạo cuộc sống, giúp bạn càng già càng thấy mình vui vẻ yêu đời. 5 là chấp nhận sự khác biệt và sự không hoàn hảo. Người nào càng bảo thủ càng khổ, bởi họ khó mở lòng với xã hội, mà thực tế xã hội thì mỗi người một phiên bản, một ý nghĩ. Thế nên biết chấp nhận sự khác biệt và sự không hoàn hảo chính là vị tha với người và với cả chính mình. Một người bảo thủ đòi hỏi hoàn hảo khó mà mãn nguyện, bởi cuộc đời làm gì có sự hoàn hảo. Chấp nhận sự khác biệt chính là cách để bạn linh hoạt trong đời sống, không áp đặt cứng nhắc điều gì. 6 là luôn luôn biết cho đi trước khi đòi nhận về. Là tố chất của những người biết làm giàu và hạnh phúc, mong muốn sở hữu, chiếm hữu, ki bo giữ cho mình mới khiến người ta đau khổ. Người xưa nói, sởi lỡi trời cho là vậy. 7 là không lo tương lai và không hối tiếc quá khứ, mà tận hưởng hiện tại. Lo tương lai và hối tiếc quá khứ là sống không thực chất, không sống thực mà luôn sống vì cái ảo, bởi tương lai chưa tới quá khứ thì qua rồi. Thế nên những người này sẽ hay đau khổ. Còn những người sống trong hiện tại tận hưởng mọi thứ đang diễn ra, tập trung mọi thứ đang diễn ra chính là quên quá khứ và tạo dựng tương lai đó. Làm tốt từng thứ của lúc này chính là làm tốt cho ngày mai rồi. Muốn hạnh phúc thì đừng sống vô bổ bằng cách hối tiếc quá khứ và đau đáu cho những điều không biết có tới không. Trên đây là tử vi của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.